Ngày 1 tháng 3, tại cuộc họp báo thông tin về trường hợp nghi mắc COVID-19 trên địa bàn, đồng chí Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu cho biết, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM khẳng định mẫu bệnh phẩm của trường hợp nghi mắc COVID-19 tại Bạc Liêu âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, vào ngày 28 tháng 2, một người đàn ông trú tại tỉnh Sóc Trăng đã đến Bệnh viện Đa khoa tại Bạc Liêu đăng ký xét nghiệm tầm soát COVID-19 để xin việc làm. Sau đó, được bệnh viện này xác định là dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, tỉnh Bạc Liêu đã triển khai các biện pháp khẩn cấp chống dịch trong khi chờ kết quả khẳng định từ Viện Pasteur TP.HCM. Tuy nhiên, sau hai lần xét nghiệm kết quả đều âm tính, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã báo cáo nhanh đến cấp có thẩm quyền và thông báo kết quả xét nghiệm cho các bên có liên quan, ra thông báo nhanh để kết thúc cách ly đối với người này và tất cả các trường hợp tiếp xúc gần. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh yêu cầu tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh.